Xem đường chỉ tay trí tuệ, người ta có thể đoán trước được một người có thông minh, sáng dạ hay không. Vậy những đường trí tuệ này có hình dạng thế nào? Đường trí tuệ đại diện cho khả năng tư duy của con người. Có những đường trí tuệ chỉ rõ chủ nhân của nó sẽ là một người thông minh, có tiền đồ, sự đầu óc thông tuệ. Khi xem xem đường trí tuệ trong lòng bàn tay, người có đường trí tuệ dài đến ngón út thường giỏi về tư duy. Họ có lối suy nghĩ rất rõ ràng, đầu óc tỉnh táo và có phản ứng nhanh mạnh về năng lực tư duy logic, học một biết mười. Người này thường có biểu hiện xuất sắc trong các bộ môn khoa học tự nhiên. Họ luôn có suy nghĩ thấu đáo, suy xét được đến những khía cạnh mà người thường không nghĩ tới. Nhược điểm của người có đường chỉ tay này là lười nhác, khi học tập thường dựa vào trí thông minh của mình để phỏng đoán, lười học những môn liên quan đến viết luận hoặc thuộc lòng. Họ thường thuộc nhóm người thông minh nhưng không có nhiều nỗ lực. Sự sự khéo léo, người có đường trí tuệ kéo dài đến ngón vô danh thường khá thông minh và tài hoa có năng lực xử lý công việc người này thường có cách hành xử khéo léo linh hoạt biết cách làm vui lòng người khác biết tiến biết lùi đúng lúc thông thường vận mệnh còn tốt hơn người có đường trí tuệ dài trong xã hội hiện đại người ta thường không nhớ đến bạn vì bạn thông minh tài giỏi mà vì cách hành xử của bạn khiến người ta ấn tượng sâu sắc thật thà thận trọng xem đường chỉ tay trí tuệ người nào đường trí tuệ ngắn thường có khả năng mô phỏng kém hơn nữa phản ứng cũng khá chậm, chỉ thích hợp nghe theo lệnh người khác, không thích hợp làm những công việc cần phải ra mưu đồ, sách lược. Người như vậy thường không quá thông minh, nhưng điểm nổi trội là siêng năng, cần cù, biết mình không bằng người thì sẽ cố gắng hơn người ta gấp bội. Tài giỏi nhưng cô độc, người có đường trí tuệ dài, thẳng cắt ngang qua lòng bàn tay có khả năng xử lý những công việc phức tạp. Họ thường là người đưa ra quyết sách hoặc làm lãnh đạo, có năng lực lãnh đạo toàn diện. Bởi vì có năng lực hay đạt kết quả cao trong công tác nên họ thường được lãnh đạo ưu ái, thăng chức rất nhanh. Nhưng mặt không tốt của việc này là họ thường bị đồng nghiệp xa lánh, đố kỵ. Người này thường đặt cho mình một mục tiêu, sau đó dần dần từng bước bước tới thành công. Họ có năng lực cũng có trí tuệ thực hiện ước mơ của mình, hơn nữa cũng rất có dã tâm. Điểm yếu của những người này là họ thường quá kiêu ngạo, không nghe theo lời khuyên của người khác, lúc nào cũng một mình một ý. Có năng khiếu Người có đường trí tuệ dài quá lòng bàn tay tuy thông minh tài trí hơn người nhưng xử sự, sự lại không khéo léo, thiếu tinh thần tập thể. Người này thường quá chú tâm vào sự nghiệp của mình mà thiếu để ý đến giao tiếp, vì thế quan hệ xã hội thường không tốt. Người có đường chỉ tay này, thích hợp nhất là làm những công việc độc lập có liên quan đến học thuật, nghiên cứu, bởi họ sẽ dễ đạt thành công ở những lĩnh vực này. Giỏi suy luận. Người có hai đường trí tuệ là người có năng lực trí tuệ toàn diện, vừa có thể làm được những công to việc lớn lại vừa có thể làm những việc cẩn thận trọng tỉ mỉ. Đối diện với một tình huống phát sinh, họ có thể suy nghĩ ở hai góc độ hoàn toàn khác nhau. Họ thuộc tuyết người có khả năng phát triển toàn diện, vì thế nếu làm những công việc đặc thù như cảnh sát, thám tử vừa cần tư duy tỉ mỉ, vừa cần phân tích toàn diện, họ sẽ như cá gặp nước. Cuồng công việc Khi xem đường chỉ tay trí tuệ, người ta nhận thấy người có hai đường trí tuệ song song, mà đường sự nghiệp cũng tốt thường có một cuộc sống không bình ổn, nhiều người đàn ông có hai đường trí tuệ đều là những nhân vật tài giỏi có tiếng song lại có cuộc sống hôn nhân chắc trở bởi có tài hoa thiên phú họ thường trở thành những người hiếu thắng xem trọng sự nghiệp là một người cùng công việc thông thường phụ nữ lấy chồng thường muốn tìm những người đàn ông dịu dàng có thể chăm sóc mình chứ không phải một người suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc coi gia đình chỉ như khách sạn nghỉ ngơi vì vậy người này thường có sự nghiệp rất thành công nhưng hôn nhân lại không viên mãn xa cách vợ con cô độc một mình văn võ song toàn. Người có đường trí tuệ dễ nhánh ở điểm cuối thường có vốn kiến thức rộng, có thể thích ứng với những hoàn cảnh phức tạp. Họ thường có trí tuệ hơn người, nếu như sinh vào thời cổ đại, họ thường đỗ đạt trạng nguyên hoặc làm quan lớn, văn võ song toàn. Người này hành xử thông minh khéo léo, tỷ lệ thành công vô cùng cao,